À, xin chào mừng bác trở lại với A Trang tiếng của mình xưa. Trước tiên thì rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em lúc đăng ký kênh một đỏ góc phải dưới video nút của chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh đến số của bác. Ngày nay giới thiệu bác đó là cây Meckler chữ H bọc vàng size 40 của Đức Quốc xã xưa. Con này size cũng khá to, 40 size to cầu to bọc vàng nhá. Rất mới rất đẹp này, nguyên nhân toàn bộ độ mới khá cao, cầu to bản to nhá. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng cái phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhá. Meckler chat size 40. Nhưng mà con này cầu to, càng to chơi to. Nguyên zin toàn bộ nhá. Đây phiên bản limited đấy, bởi vì bên trong này nó có những cái cách điệu rất hay. Phiên bản limited bao giờ nó có cái sự rất sự khác biệt rất nhiều. Đây phiên bản là cách điệu chỗ này rất là hay. Tùy về bên zin. Ở cầu giữa nó có là 1 trên 10, 12K. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Dành mạch chi tiết hình thức vấn thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video. Càng bên phải là 140 và một cái chuyện logo của hãng từ ngày xưa. Rất rõ ràng luôn. Những cái phiên bản to này và phiên limited thì hầu hết là người châu Âu giữ lại, ít khi họ bán cho về Việt Nam hay châu Á lắm. Cái bên trái là 140. Rất rõ ràng nha. Và cái chuôi nó có là chữ Meckler Zegmani ở đấy, hai ngày sau đấy. Đấy, Meckler Zegmani này. Vâng, về giá cả cực kỳ êm ái. 19 triệu hay gọi là 19.000k. Giá là 19 triệu hay gọi là 19.000k. Giá là 19 triệu hay gọi là 19.000k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức mua bán và thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video. Về thời gian bán hàng cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2 3 giờ. Có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào. Kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác có điện thoại trước tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi gửi hàng và giao lưu đồ cổ xưa. Đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và người thân. Thì bác lưu ý là điện thoại trước là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa. Đấy là trong cái giá trị lớn nhất mà khi mua bán số đồ cổ xưa lâu năm có thương uy tín hơn 20 năm rồi và số điện thoại cũng hơn 20 năm khẳng định giá trị thương hiệu rồi. Thì bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Bác lưu ý nhá, mua bán thì nên mục sở thị nhà, có làm sao em vạ được. Bởi vì ngày nay rất nhiều đối tượng xấu bán qua trang mạng sau trang thương mại tử là giấu địa chỉ, giấu số điện thoại. Nguy hiểm hơn là đối tượng này là hay sử dụng sim khuyến mại, sim rác, giấu địa chỉ rồi nhưng mà lại sử dụng sim khuyến mại, sim rác như là 3.2, 3.6, 3.9 và 3.8 tứ quý năm. Rất nhiều anh em đã bị dính của những đối tượng này. Sử dụng rất nhiều sim số và không bao giờ ghi địa chỉ, và có ghi địa chỉ thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại liên tục. Bác lưu ý nhé, bởi vì những đối tượng này thì hay bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Những cái kính mà hàng chuẩn ao một, hàng Đức xã xưa này thì bọc vàng xanh gương, còn hàng bán hàng dở, hàng giả, hàng nhái thì nước chè để vàng để 2-3 ngày ấy, để qua đêm 2-3 đêm ấy, thì nó sẽ bán hàng giả kém chất lượng. Và đối tượng này là hay hẹn nửa đường, hẹn ở cái địa chỉ công cộng cộng đồng như xung quanh Hồ Thành Quang, xung quanh Hồ Văn Quán Hà Đông, rồi là hẹn cà phê rồi anh ở đâu mang qua xem luôn mua thôi. Thì rất nhiều em đang dính hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Tất cả các bác mua kính cổ đồ xưa nên mua người con trai, đừng nên mua đứa con gái đa phần được thuê bán trên cái trang mạng xã hội, trang thương mại tử. Đấy, đứa đấy là nó cũng như là chỉ cho mỗi số điện thoại thôi, và thông thường thì nó hẹn cái địa chỉ linh tinh lung tung lắm. Rất nhiều bác dính phải chiêu thức của chúng nó rồi. Trong Bắc ngoài Nam đều có rất nhiều người bị dính. Meckler chữ H nhá, giá là 19 triệu hay gọi là 19.000k. Và một lần nữa rất cảm ơn bác xem video, và bác nào mà chưa kênh em lúc đăng ký kênh mà đó các bạn phải xem video và nút bật được quả chuông. Vâng, xin chào tất cả các bạn.